is Action News 6 with Rick Dalton. Hello, I'm Rick Dalton. We're getting reports and even satellite footage now of a massive creature orbiting Earth that people are calling Colossitron. While it's unclear whether the creature is friendly or not, the military has declared the situation a massive world threat. It appears that Colossitron's current trajectory is the economic superpower Metronia. All we can do now is hope that the creature doesn't decide to attack. Hello, và chào mừng đã quay trở lại với channel của mình. Mình là các hợp Electro ra đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một lời tưởng game là Colossitron. Và những em nào muốn thích chơi game này, đừng quên là bấm like, chia sẻ đối với mình, cùng mình sẽ kiến xuống trước video và đăng ký của mình nhé. Và nhớ chú chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào. Đây là Colossitron. Xây dựng Colossitron để có thể có những loài sinh mệnh phải có ba loài sinh mệnh của Colossitron thì mới có thể kế hở răm. Tấn công! Hoàn thành xong nhiệm vụ 1/1. Hồi phục. Tấn công! Looks like the general is getting serious. Soldiers, move! Go!
racking up some serious damage now. Hồi phục tất cả. Lắc ghét. Tấn công thôi. Đó là nhiệm vụ làm mà nổ boss của cái thứ nhất này. Vì boss thế nào? Đây là Big Five. Hoàn thành xong rồi. General Mustache stop Colossatron. Stay tuned to find out. Hồi phục tất cả. Tấn công. Phải hóa, phải phá hủy tất cả toàn bộ cho thành phố này. Mà chỉ một nhiệm vụ là phải có 3 triệu chỗ này thì mới có thể hoàn thành được. General Mustache joins us live.
up then. It's go time. Xong rồi. Phải thu hồi những này của lớp sạch cho mà mình đã xây dựng ra. Bùng nổ. Petronia has been completely annihilated. Where will Colossatron strike next? Chúng ta đã hoàn thành xong thế giới thứ nhất. Thế giới thứ hai đã xuất hiện, đó chính là cái chỗ của mùa đông thôi. Nó là cho những là kiểu kỹ năng của nó. Kỹ năng là để lao. Nếu mà cho một tiêu chỗ nào đó thì mới có thể lao vào chỗ đó. Còn đây là for cup fight là phải ba phải ngắm vào chỗ nào đó mà ba muốn ngắm thì phải những là Colossal cho ấy sẽ tập trung vào chỗ đó. Tập trung bám vào mục tiêu ở chỗ đó thôi. Thì chúng ta sẽ kết thúc tạm dừng tới đây. Nếu anh nào muốn đăng ký kênh của mình sẽ là clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập phim tiếp theo. Tạm biệt.